Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái bộ thiết bị IoT chúng ta sẽ ứng dụng trong điều khiển các van, chúng ta điều khiển động cơ các bạn ha. Chúng ta sẽ có đây là cái phần mềm trên máy tính và đây là cái ứng dụng trên điện thoại của chúng ta. Ở đây là cái bộ điều khiển của nó. Ở trong cái bộ điều khiển này chúng ta có một cái anten này là anten 4G. Cái bộ này có hai chế độ điều khiển, một là chúng ta có thể điều khiển thông qua cái sim 4G, hai là chúng ta có thể điều khiển thông qua cái sợi cáp Ethernet các bạn đó. Thì ở đây là có một cái động cơ ở đây, chúng ta sẽ dùng encoder để dùng để tham chiếu và động cơ này động cơ bước, thì ta sẽ có một driver bên trong này nó sẽ điều khiển ha. Ở đây là cái switch để cho phép chúng ta lựa chọn giữa chế độ là gì, chúng ta điều khiển thông qua wifi, thông qua ethernet hoặc là chúng ta điều khiển thông qua sim 4G nha. Đó, bây giờ chúng ta nhìn trên giao diện đây, ở trên giao diện này chúng ta thấy là gì, nó có một cái bên phải này chính là cái list sự cố, nó sẽ thông báo ha, chế độ hẹn giờ và cái biểu đồ bên này đó. Còn ở đây là một số kịch bản mà lập trình sẵn á, một số mình ở đây là mình cho một số cái giá trị nó tham chiếu và nó chạy thiết bị nó nhảy theo ha. Đó, nó sẽ kết nối một cái server và cái phần mềm này dùng để hiển thị là chính thôi. Ở chức năng của phần mềm này dùng hiển thị, các bạn thấy không? Đó là hiển thị và nó đồng bộ trạng thái, những cái thông số này là mình cho nó gửi ngẫu nhiên từ bên dưới phần cứng nó gửi lên. Và đây là cái giao diện trên cái phần mềm đó. Ở trên cái điện thoại chúng ta có cái giao diện như thế này, chúng ta sẽ có là gì, hai cái trạng thái này nó sẽ đồng bộ với nhau đó. Nhìn đây, hai cái trạng thái nó sẽ đồng bộ với nhau. Ta thấy là gì đây ha? Một số cái cảm biến đó, mình nhìn đó, nó sẽ cập nhật, nó thì mình sẽ cho từ phần thiết bị nó sẽ gửi ngẫu nhiên lên các bạn. Thiết bị nó sẽ gửi ngẫu nhiên lên đó ha, đó. Và đồng thời ở đây là gì? Ở đây là một số cái thông số cảm biến này và một số cái van nó sẽ nhảy theo kịch bản ngẫu nhiên và như chỉ gửi lên đó. Với ngưỡng bao nhiêu đó tự động thiết bị nhảy theo. Đó, cái bơm ở đây thì chúng ta có thể bật tắt ở đây. Bây giờ cái bơm đúng không? Mình có thể bật lên phần mềm này, bật hết đây. Đó, 1 2 3 1 2 3, mình bật 1 2 3 đúng không? Đó, bây giờ tắt 2, tắt 3 này. Đó, tắt 1 đó ha. Đó, đây là trên cái phần mềm. Đây là đồng bộ phần mềm như thế này đúng chưa? Đó là cái phần mềm. Đó. Và tiếp theo là bên trong đây. Đây là bên trong đúng không? Bên trong này. Đó. Bên trong này, bên này bên trong mà chúng ta thấy gì? Ở đây mình có cái sim. Đây là cái cổng Ethernet nhưng mà mình gỡ rồi. Cái đây là cổng Ethernet mình gỡ rồi đó các bạn ha. Đây là mình modify từ một cái phần cứng có sẵn của mình để mình chạy demo với khách hàng ở đây. Và chúng ta có một cái driver động cơ ở đây, nguồn cấp ở đây rồi. Đó, driver động cơ ở đây. Ví dụ sẽ bây giờ mình nhấn đây các bạn thấy không? Động cơ này, bơm. Mình nhấn sáng, bây giờ mình nhấn ba cái bơm mà sáng hết đúng không? Đó. Sáng hết thì đồng bộ được thái lên. Đó, mình sáng xong đó. Ví dụ như cái bơm số 4 ở đây, mình nhấn này, tắt bật tắt thì nó đồng bộ theo. Đó. Khi mà cái bơm số 4 nó bật cái này thì lập tức lên phần mềm nó bật và đồng thời nó 12 PSI đó, bật đó. Bây giờ các bạn thấy chưa? Đó, đồng thời trạng thái này thấy không? Bơm này. Đó. Mình chưa đồng bộ thái bộ số 4 rồi đây, nhưng mà tuy nhiên đó ha, mà đó rồi nha. Đây thông số ở đây, ví dụ ở đây mình bật ở đây mà thao, ví dụ bây giờ mình tắt ha, mình dùng cái ứng dụng điện thoại mình tắt ở đây đúng không, ứng dụng điện thoại tắt đây đâu thấy mình tắt không, tắt hết chưa đó, tắt bật ok đó. Đó thông số ở đây, một số cảm biến nó nhảy lên như thế này đó. Bây giờ chúng ta sẽ cài cho nó hiện giờ đúng không, ví dụ bây giờ đây là bao nhiêu giờ, 13:55 đúng không, mình cho nó là gì, bật lúc bao nhiêu, bật lúc là 13, lúc là 13 giờ mấy, cho nó 13:30 cho nó là 13 đúng không, 13:30 36 nha, 13:36 10 giây đi rồi 0 giây, tắt lúc 13 giờ gì 13:36 20 nha. Đó. Rồi. Chúng ta nhìn cái bơm thấy là đúng không? Rồi cái bơm số 4 đó. Chúng ta nhìn vào trong cái bơm số 5 á. Không đúng không? Tới 20 lập được tắt nha, tới 20 đó, 20 giây nhìn 20 giây đi ha. Tới 20 giây nó sẽ tắt cái bơm số 5 đúng không? Khi bật bơm số 5 là đâu thấy chưa? Đó. Đó. 20 đó. Đó, nghĩa là dữ liệu nó sẽ đồng bộ ha, cái dữ liệu nó sẽ ghi nhận và chúng ta sẽ đồng bộ trạng thái. Đối với phần cứng phần mềm có ở đây là mình demo cho khách hàng, cho nên là mình chỉ demo cái nhanh, mình sử dụng một cái ứng dụng trên máy tính và một cái ứng dụng trên điện thoại để mình có thể demo nhanh đó. Thì bây giờ mình sẽ đi khiển động cơ nha. Đây em sử bây giờ mình muốn là gì, mình muốn cho cái xung nó phát là khoảng cỡ 160, số vòng mình cho nó khoảng 13 vòng đúng không, quay chiều này đúng không, mình bấm điều khiển này đó, bấm điều khiển lập tức động cơ nó chạy ra, thấy động cơ chạy không đó, nó chạy đúng không. Khi nó dừng lập tức là gì? Các bạn thấy nó đang là màu xanh đúng không? Đó. Khi nó dừng lập tức là nó sẽ trả vào trạng thái đúng không? Đó. Ok chưa? Bây giờ chúng ta muốn đổi chiều đúng không? Muốn đổi chiều đúng chưa? Đó. Đó, đổi chiều này. Rồi. Đó xong vậy đây. Đây, cho nhìn tới dễ nhìn nè. Rồi, bật này. Bạn nhìn đây ha.
nó quay nhanh đấy chưa? Đó. Thấy chưa? Ta cập nhật trạng thái đây. Đó là giới thiệu các bạn về một cái ứng dụng IoT cho cái nhà máy à. Đó. Ở đây sau này giờ nếu mà tổng thể chúng ta sẽ demo thôi. Sau này mình sẽ kết nối hệ thống người ta thông qua Modbus hay thông qua những cái biến sensor thông qua 420mA để mình thiết lập, mình cấu hình nè. Đó kết nối với những cái PLC, kết nối với những cái biến tần có sẵn. Đó, giới thiệu các bạn về một cái ứng dụng IoT nha. Cái này nó là thiết bị công nghiệp, sau này chúng ta thiết kế nó sẽ nhỏ gọn thôi, gọn lại. Tại vì mình đang demo nhanh thì chúng ta làm như vậy ha. Đó, mình thiết kế thiết kiểu rắc như thế này. Thì nó cũng rất là dễ coi em ơi ha. Đó. À, rồi. À, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.